Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CC Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tham gia kèo Airdrop và nhận được 10 đồng token Live Trade trên ứng dụng VNDC. Thì vào ngày 20 giờ ngày hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2021, thì khi mà các bạn đăng nhập từ khung giờ 20 giờ cho tới 24 giờ cùng ngày thì các bạn sẽ nhận được 10 cái đồng Live Trade này. Đó, các bạn chỉ cần đăng nhập mở app VNDC lên và chúng ta sẽ nhận được ngay 10 cái đồng token này nhé. Thì đồng token LTD này là một đồng token là sản phẩm được phát hành bởi Livetrade LTD Company, một công ty fintech được thành lập vào năm 2019 tại Mỹ với hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải toán giải pháp tài chính đột phá cho các doanh nghiệp trên thế giới. Thì cái mô hình, như các bạn có thể biết là cái mô hình Launchpad lúc trước nó có tên là mô hình Depot, đúng không ạ? Thì chính là do cái đơn vị Livetrade này cung cấp cho VNDC. Đây là một đối tác chiến lược của VNDC và cung cấp cái tiện ích, cung cấp cái tính năng Launchpad để cho phép huy động vốn từ các doanh nghiệp nhỏ đó và từ người dùng nhỏ nhất. Thì trong cái chương trình, trong cái kèo Airdrop này thì các bạn chỉ cần đăng nhập lên ứng dụng VNDC và chúng ta sẽ nhận ngay 10 đồng LTD này. Và dự kiến thì vào ngày 25 tháng 6 thì VN sẽ chính thức chia sẻ quyền sở hữu LTD token cho những người dùng, cho mọi người dùng thông qua nền tảng VNDC Launchpad, với các tính năng sẽ được, sau khi nó bán xong thì sẽ được mở các tính năng giao dịch như là P2P trading, farming, exchange đó để chúng ta tham gia. Hôm qua thì nó đã được đấu giá trên Bami.money. Đó, hiện nay thì hình như là mình cũng không để ý lắm vì mình không tham gia kèo đấu giá trên Bami. Tuy nhiên thì hình như là nó cũng đã xong rồi. Đó, kèo đấu giá trên Bami.money. Nếu bạn nào hôm qua tham gia thì chúng ta đã biết được cái đồng token này rồi. Và trong một video sắp tới thì mình sẽ làm tiếp một video để hướng dẫn cũng như là thông tin thêm cho các bạn về một số cái thông tin về cái đồng token mới này, và phân tích cho các bạn xem thử là chúng ta có nên mua cái đợt Launchpad của đồng token này không và nó có gì đặc biệt để chúng ta đáng đầu tư. Thì đây chính là cái trang chủ của Livetrade Token, thì các bạn có thể vào để chúng ta đọc qua và xem thêm. Đây là một đồng token mình thấy hệ sinh thái của nó rất là tiềm năng để chúng ta có thể tìm hiểu về nó. Tổng nguồn cung của nó là 500 triệu nhé, 500 triệu token. Hiện tại thì thông tin mình cập nhật thêm ở đây cho các bạn là hiện tại trên ban đấu giá trên Bami Protocol ấy, thì còn 16 giờ nữa sẽ kết thúc. Còn mở bán VNDC Launchpad thì sau 3 ngày nữa thì sẽ ra mắt nhé. Ok, thì video này mình chỉ đề cập cho các bạn ngắn gọn. Các bạn hãy nhớ khung giờ 20 giờ tối nay ngày 22 tháng 6 để chúng ta đăng nhập và nhận 10 đồng token này free. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.